giới thiệu đây là dàn đại, model là Kenwood 7E, lo theo dàn là Kenwood 7M. Chức năng chính của dàn này gồm có tuner, amply, equalizer hay còn gọi là lọc âm, lọc xì, cassette và CD. Tất cả các chức năng trên bộ dàn này đều hoạt động ok. Nãy giờ thì mình đang nghe một đoạn nhạc test bolero không lời qua điện thoại, thì chút xíu sẽ test luôn chức năng cassette và CD trên bộ dàn này cho mình tham khảo. Công suất của amply là 130W. Bây giờ em sẽ quay mặt sau đi. Công suất của amply là 130W. Hàng nội địa Nhật, đồng bộ made in Japan giữa amply và loa. Dàn này chạy điện 100V nha, nên các anh vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua cục đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ với bên em. Rất là nhiều ngõ AV phía sau để mình kết nối được điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Có ngõ optical nối từ amply với CD. Nếu mình không nghe qua CD thì mình kết nối thẳng ngõ optical này lên Max TV, dùng giải mã DAC kết nối Max TV đều được nha. Rất tiện đúng không? Mình có thể nghe qua CD hoặc kết nối Max TV đều ok. Có hỗ trợ ngõ sub đây, ngõ sub em ghim sẵn. Thì ghim trên cái sub này đây, sub điện là Kenwood SW7, công suất của sub là 60W, hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Sub này hỗ trợ amply, có ngõ sub và không có ngõ sub đều ghép được hết luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay mặt trước, mình giới thiệu thêm một số tính năng trên dàn này nữa. Đây, bây giờ em quay cận cảnh cái góc lo đi rồi mình quay ra mặt trước. Đây là lo phía bên tay phải em nha. Mặt sau rất đẹp nhưng mà cái đề can nó bong nhẹ. Do vận chuyển á, kéo tới kéo lui á, nên cái đề can nó bong nhẹ chút xíu xíu chỗ này thôi. Còn góc cạnh thì ok, không có bể mẻ, không có sức mẹ sệ chỗ nào hết. Rất ok đúng không? Thì các anh vui lòng nhắn tin hoặc kết bạn qua Zalo giúp em để chi để em gửi hình ảnh chi tiết của bộ vàng này qua Zalo cho mình xem. Mình ưng ý thì mình chốt hàng nha. Zalo hoặc số điện thoại của bên em là 0931 008 099. Nhớ nhắn Zalo để em tư vấn cho mình nha. Nếu mà các anh mua bộ vàng này thì các anh cộng giúp em 1 triệu, phần còn lại bưu điện thu hộ cộng phí ship. Nếu các anh mua kèm sub luôn thì các anh cộng giúp em 3 triệu, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng phí ship. Khi mua sub á, thì được giảm 500.000 trên cái sub. Sub điện Kenwood SW7 có giá bán là 2,5 triệu. Nếu mà các anh mua kèm chung dàn thì giá bán của nó là 2 triệu. Chỉnh được volume, các tầng, đảo pha, kết nối mọi amply, dù amply đó có hỗ trợ ngõ sub hay không có ngõ sub đều kết nối được. Bass của nó là 16cm, đánh bass đôi, tức là phía trong cái sub có 2 bass 16cm. Chiều cao của sub là 60cm, hậu sâu 50cm và chiều ngang là 21cm. Ở đây nó có cái nút bên đây là để tắt mở đèn hay tắt đèn. Mở đèn, tắt đèn, mở đèn. Rất đẹp. Dàn này mà các anh, em sẽ thử tắt đèn cho mình xem nha. Tắt đèn nè. Cái sub mà nó sáng như vậy các anh thấy không? Có cái đèn trên cái sub. Rồi bây giờ em sẽ bật đèn lại, mình cùng giới thiệu thêm một số tính năng trên dàn. Chiều cao của loa là 56cm, chiều ngang của cả bộ dàn không có kèm sub là 1m. Hàng nội địa Nhật chạy điện 100V và sử dụng tốt cho phòng 50-55m² nha. Công suất amply em xin nhắc lại là 130W. Công suất của lo là 160W trên cặp lo, tức là 80W một thùng. Lo là Kenwood 7M, lo 3 đường tiến, bass 25cm. Cái logo nó là kim loại nổi như vậy, cực kỳ sang và cao cấp. Đây em quay gần lo. Lo nó là gân, là gân giải tẩm dầu nên mình không có lo bị một gân nha. Những cái viền phía trong xung quanh này nè là nhôm màu vàng chanh rất đẹp và phía ngoài là xám. Bộ vàng này em nghĩ là trưng bày là khỏi chơi và một điểm độc đáo mà hay đặt vào mắt mình làm đẹp bộ vàng này đó là cái thớt lọc equalizer, mà cái tần số lọc nó từ 32 cho tới 16kg luôn. Tần số lọc cực kỳ sâu và dài, thì khi tần số lọc dài và sâu như vậy thì mình chỉnh bass trep mic nó sẽ chi tiết hơn, nghe hay hơn và hợp gu hơn. Dàn này thì đánh đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc trẻ cho tới nhạc đen đều ok hết, không kén một thể loại nhạc nào hết nha. Nãy giờ thì mình nghe nhạc qua chức năng kết nối điện thoại, thì bây giờ mình nghe qua CD. Trên amply này vui lòng nhắn về chữ CD. Nhắn CD xong thì mở volume lên mình cùng nghe nhạc.
Nhà nàng bên kia sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học hai đứa, sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đó có bên sông ngập nắng, có cây đa rậm che mắt vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên vui, giặc tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Đèn aqua laser nhảy rất đẹp, các anh có để ý thấy không? Rất đẹp. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm chưa về phép, nhớ môi em đẹp như cánh sen hồng. Rồi một hôm về thăm mong có nàng ra đó, vui chưa chơi. Nào ngờ khi qua bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nhạc sôi động qua điện thoại đó rồi mình kết thúc clip test này nha. Mới hay tin à, mình sẽ chuyển ngõ thành video. Mỗi ngày anh gặp em đã nhìn như tim số bay, vì thế cứ mãi nhìn lên về phía sau mà thôi. Một ngày chờ đợi khi chàng trai bao lâu cho sao em đã để ý, tiến lại gần em hương thơm tốt thật siêu kỳ. Dừng lại một phút anh muốn nói hey, chuyện thôi ý đi, anh đã rơi mất luôn lời thề. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên, chuyện thôi ý đi, em đẹp như bức tranh điêu thuyền. Dừng cái clip này nha, nhạc đánh quá hay đúng không? Không có gì chơi ở bộ vàng này hết, chỉ là mình thích thì mình mua thôi, giá tiền hơi cao cao tí nha. Bây giờ em chưa bỏ băng vào, em sẽ bỏ luôn hai cái cassette vào luôn nha. Đầu tiên mình sẽ test cassette bên đây trước, mình về nhắn về top nha, top A. Đây, cassette hoạt động ok nha. Lý do gì nó không hát là lý do là em chưa nhắn DAV vô á. Nhân viên bên em Vinh gắn DAV nên mình sẽ thấy nè, nó đọc hoạt động ok. Bây giờ mình sẽ qua tab B. Tab B nha, là học bên tay phải mình. Rồi mình lấy băng này ra. Em sẽ test tab B như mình xem. Đây, vậy là hai học cassette đều hoạt động ok nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test, cái nào mua hè thì cứ liên hệ với bên em.